Vâng, xin chào mừng quý vị và các bạn trên mọi miền Tổ quốc đã truy cập và ủng hộ kênh của cửa hàng âm thanh Lý Hạnh. Vâng, cửa hàng Sinatech cho 4 vị khách hàng có 4 địa chỉ khác nhau là các bác cũng đã chốt được những sản phẩm bên cửa hàng cung cấp. Ngày hôm nay ngày 15 tháng 9 năm 2021, cửa hàng xin gửi 3 chiếc đài và một cuốn băng cho 3 vị khách hàng chốt 3 chiếc đài và một vị khách hàng chốt một cuốn băng Akai. Vâng, sau đây cửa hàng sẽ đọc danh sách của những vị khách hàng đã chốt những sản phẩm gì. Quý vị và các bạn có nhu cầu đặt hàng thì hiện bên cửa hàng vẫn còn những sản phẩm khác. Quý khách hàng có thể chốt đơn với cửa hàng âm thanh Lý Hạnh nhé. Vâng, sản phẩm đầu tiên là một chiếc đài đến từ đất nước Đức. Xin gửi cho một vị khách hàng có địa chỉ tại Hoàn Kiếm, Hà Nội. Xin gửi cho anh Cường, anh có địa chỉ tại Hoàn Kiếm, Hà Nội. Anh đã chốt chiếc đài của Đức Lành vừa về với cửa hàng trong buổi tối ngày hôm qua. Rất đẹp luôn ạ. Vâng đây ạ. Vâng, vị khách hàng thứ hai, cửa hàng xin gửi cho một vị khách hàng có địa chỉ tại đường Tô Ngọc Vân, Tây Hồ, Hà Nội. Anh cũng chốt được sản phẩm là một chiếc đài, một cuốn băng quốc tế chọn lọc. Vâng, hôm trước thì anh cũng đã chốt những sản phẩm bên cửa hàng âm thanh Lý Hạnh cung cấp rồi. Vâng, ngày hôm nay thì anh tiếp tục đặt một cuốn băng cũng về trong buổi tối ngày hôm trước. Sản phẩm tiếp theo là một chiếc đài JVC RC660 và hai cuốn băng đài. Thì cửa hàng xin gửi cho một vị khách hàng có địa chỉ tại Sơn Tây, Hà Nội, anh Nguyễn Văn Bến nhé. Vâng, đây chiếc đài thì cửa hàng đang test cho anh đây. Chiếc đài này thì cũng đang được sử dụng điện 220V đa cầu nhé. JVC RC660. Vâng, và vị khách hàng thứ tư ở clip này, cửa hàng xin gửi cho một vị khách hàng có địa chỉ tại đường Nguyễn Duy Trình, phường Long Trường, thành phố Thủ Đức, Hồ Chí Minh. Vâng đây, một chiếc đài rất hiếm có và cũng là sử dụng đa cầu điện. Vâng, còn bên cửa hàng thì vẫn có chiếc đài như thế này, màu đen, và giá trị của nó thì rẻ hơn chiếc đài này. Vâng, chiếc đài này thì còn cực kỳ là đẹp. Và đây cũng là siêu phẩm hiếm nha. Vâng, đặc biệt của sản phẩm thì các bác có thể nhìn thấy đa cầu điện đây ạ. Đa cầu điện. Chiếc đài này thì rất là hay luôn ạ. Latina RX300 và RF3 số 8. Vâng, cửa hàng chị đang test chiếc đài này. Anh nói đi, anh nói đi, dù một lời làm tan nát lòng. Vâng, các bác có thể nhìn thấy bên cửa hàng âm thanh Lý Hạnh thì còn rất nhiều các sản phẩm về audio cũng như những sản phẩm hàng trưng bày. Quý khách hàng có nhu cầu đặt hàng thì hãy liên hệ trực tiếp với cửa hàng qua hai số máy mà cửa hàng vẫn đăng hàng ngày: 0948 403 966 hoặc 0989 723 148. Địa chỉ của cửa hàng âm thanh Lý Hạnh tại cổng chợ số 3 Sao Đỏ, Chí Linh, Hải Dương. Âm thanh Lý Hạnh giao hàng toàn quốc. Vâng, có lẽ cửa hàng cũng xin kết thúc video tại đây và gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới 4 vị khách hàng.
hàng đã quan tâm những sản phẩm mà các bác yêu thích bên cửa hàng. Vâng vậy, cửa hàng xin kính chào và hẹn gặp lại quý khách hàng trong các video clip tiếp theo. Xin thân ái, chào tạm biệt.